chào quý vị nhà đầu tư, tôi là Đặng Thiên Phục. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị nhà đầu tư về chủ đề phân tích báo cáo tài chính và đánh giá cổ phiếu Hòa Phát. Thì gần đây, cổ phiếu Hòa Phát nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là khi Hòa Phát chuẩn bị đưa cái dự án nhà máy sản xuất thép ở Dung Quất vào hoạt động và 2020 dự kiến sẽ có doanh thu. Thì sau đây là nội dung của cái clip chia sẻ hôm nay, gồm có 5 phần như sau. Thứ nhất là giới thiệu qua về cổ phiếu Hòa Phát, về doanh nghiệp thép Hòa Phát, doanh nghiệp Hòa Phát. Thứ hai là chúng tôi đưa ra đánh giá về cái sức khỏe tài chính của Hòa Phát rất là lành mạnh và có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai. Thứ ba là đánh giá về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Hòa Phát. Thứ tư là đánh giá cái dòng tiền của Hòa Phát. Thứ năm là dự báo kết quả kinh doanh và khuyến nghị về cổ phiếu Hòa Phát. Trước tiên là về giới thiệu qua về công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, thì đây là một doanh nghiệp thép số 1 Việt Nam. Không những chỉ có thép mà đây là một tập đoàn công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam với các cái mảng chính như sau. Một là thị phần mảng thép là đứng đầu Việt Nam với 25% tính đến tháng 9 năm 2019. Trong đó thì thép xây dựng chiếm vị trí số 1 với khoảng 24,7%. Đây là số liệu quý 3 2019, và ống thép đứng thứ nhất với 32%. Và cái lĩnh mảng tôn mạ Hòa Phát mới đưa nhà máy vào hoạt động thì cũng có cái công suất đứng thứ tư Việt Nam, chỉ thật sau Hoa Sen, Nam Kim và Đông Á thôi. Tiếp theo, thị phần lĩnh vực nội thất văn phòng thì Hòa Phát cũng đứng số 1 Việt Nam. Và đây chính là cái lĩnh vực làm nên tên tuổi của Hòa Phát từ khi thành lập đến năm trước năm 2010. Sau đó thì thép mới trở thành số 1 và tạo lên thương hiệu của Hòa Phát cho đến bây giờ. Thứ ba nữa là không những có hai mảng kia mà Hòa Phát là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng doanh thu lên đến 4.500 tỷ, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ năm 2018. Thì với cái doanh thu từ mảng nông nghiệp này thì của Hòa Phát thậm chí còn lớn hơn cả Dabaco cơ. Doanh thu Dabaco lớn hơn, tuy nhiên nó còn đến cả từ bất động sản và một số lĩnh vực khác. Thì có thể thấy rằng cái mảng nông nghiệp của Hòa Phát rất lớn. Tuy nhiên vì mảng thép nó quá lớn cho nên là người ta sẽ không nhắc nhiều đến cái mảng nông nghiệp này. Một ví dụ cụ thể đó là Hòa Phát chiếm tới 42% thị phần bò Úc ở Việt Nam. Trước đây chúng ta hay nghe thấy Hoàng Anh Gia Lai nhập bò Úc về bán ra thị trường rất nhiều, nhưng thực tế hiện nay Hòa Phát là doanh nghiệp số 1 với 42% thị phần cơ. Thứ tư, cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản của Hòa Phát cũng có quy mô tương đối lớn chứ không hề nhỏ một chút nào. Mảng này mang lại cho Hòa Phát trung bình chúng tôi tính toán khoảng 400 tỷ lợi nhuận sau thuế một năm trong vài năm gần đây. Thì với cái lợi nhuận lên đến 400 tỷ này thì cái mảng bất động sản của Hòa Phát nó cũng tương đương với một công ty bất động sản tầm trung lớn trở lên ở Việt Nam. Tuy vậy do cái đóng góp 400 tỷ so với lợi nhuận hơn 8.000 tỷ của tập đoàn thì nó không đáng kể. Chính vì thế người ta không nhắc nhiều đến mảng bất động sản này. Nhưng thực tế Hòa Phát có một cái công ty bất động sản rất uy tín và mang lại kết quả kinh doanh tốt cho Hòa Phát hàng năm. Đây ạ, trên đây là chúng ta cùng xem qua một chút về cái cơ cấu tỷ trọng doanh thu cũng như lợi nhuận sau thuế của tập đoàn Hòa Phát. Về doanh thu thì thép chiếm 83%, bất động sản 3%, nông nghiệp 8%, sản xuất công nghiệp khác trong đó bao gồm cả nội thất thì chiếm khoảng 6%. Và trong cơ cấu lợi nhuận thì thép chiếm tới 89%, 11% còn lại là thuộc các cái mảng khác. Chính vì thế khi nghiên cứu Hòa Phát, phân tích Hòa Phát, người ta chỉ tập trung chính vào cái mảng kinh doanh thép mà thôi, bởi vì nó chiếm đến gần 90% lợi nhuận rồi. Tuy vậy này, chúng ta cũng cần chú ý thêm một chút về các cái mảng khác, đặc biệt là mảng bất động sản, thì để có thể đánh giá một cách chính xác và hợp lý nhất, chứ không phải là toàn bộ lợi nhuận của Hòa Phát đến từ thép. Sau đây tôi sẽ vào đánh giá phần sức khỏe tài chính của Hòa Phát. Thì chúng tôi cho rằng là sức khỏe tài chính của Hòa Phát rất là lành mạnh và có tiềm năng tăng trưởng rất cao thông qua một số các cái chỉ số đặc biệt sau. Trước tiên là về chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Hòa Phát. Nếu như năm 2015 là 47,39% thì đến năm 9 tháng 2019 thì lên đến 82,89% rồi. Thì rất nhiều người lo ngại rằng nợ vay của Hòa Phát rất lớn, có thể ảnh hưởng đến cái việc trả nợ cũng như là cái khả năng thanh toán của Hòa Phát.
Tuy nhiên chúng tôi cho rằng hoàn toàn là bình thường, bởi vì cái tỷ lệ nợ vay, chúng ta phải tính nợ vay chứ chúng ta không tính nợ phải trả, được chưa? Và nợ vay của Hòa Phát trên vốn chủ sở hữu chưa đến một lần, 82,89 lần, rất bình thường, trong khi dòng tiền của Hòa Phát rất tốt, lợi nhuận rất tốt, khấu hao rất nhiều. Chính vì thế chúng ta không cần phải lo ngại gì cả, bởi vì lúc này là lúc Hòa Phát mở rộng. Ngoài ra chúng ta có thể xét thêm cái yếu tố thứ hai trong cái nợ vay, đó là nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu của Hòa Phát thì cũng tăng theo thời gian, và đến 9 tháng 2019 là 70,26%, thì đây là một con số khá là bình thường, không có gì là quá cao so với các doanh nghiệp khác cả. Tiếp theo, về phần cổ tức tiền mặt thì Hòa Phát có trả năm 2015-16. Tuy nhiên từ 2017, do tập trung nguồn lực và mở rộng Hòa Phát, cụ thể là dự án Dung Quất, cho nên Hòa Phát đã không trả cổ tức tiền mặt mà họ giữ lại để họ có thể đầu tư mở rộng. Và cái việc đầu tư mở rộng thông qua cái chỉ số tài sản dở dang dài hạn của Hòa Phát đấy ạ. Yeah. Nhìn vào đây có thể thấy là Hòa Phát gần như liên tục mở rộng qua các năm, trừ năm 2016 gần như không mở rộng mà thôi, khi cái dở dang này có đâu đó hơn 1.000 tỷ. Tuy nhiên 2017, 18, 19 Hòa Phát mở rộng rất mạnh đấy ạ. Và thực tế cho thấy cái dự án Dung Quất này, theo như đại đồng cổ đông năm 2019 cho biết, thì tổng mức đầu tư tài sản cố định nó khoảng là 50.000 tỷ đồng. Chính vì thế chúng tôi nhìn báo cáo tài chính thấy rằng cái tài sản dở dang, đặc biệt là cái khoản tài sản cố định dở dang ấy, thì nó khoảng 48.000 tỷ. Điều này cho thấy rằng là đến hết quý 3 cơ bản Hòa Phát đã xây dựng cái nhà máy này gần như hoàn chỉnh rồi, và với việc chỉ còn có đâu đó 2.000 tỷ nữa là hoàn thành mức đầu tư, thì quý 4 này Hòa Phát sẽ đưa vào hoạt động vận hành chạy thử. Và thực tế cho thấy thông tin bên ngoài chúng tôi tìm hiểu được thì cũng đúng như vậy đó. Thì chúng ta có thể thấy đấy, tài sản dở dang dài hạn rất lớn đấy. Cái dự án Dung Quất này là một dự án trọng điểm của Hòa Phát, nó lớn đến mức chúng ta có thể nhìn vào đây. Nếu như những năm trước, từ 2017 đổ về trước chẳng hạn, thì tài sản dài hạn của tập đoàn Hòa Phát đâu đó có khoảng dưới 20.000 tỷ. Đó là khu liên hợp thép ở dưới Hải Dương, rồi là tài sản cố định của các cái mảng kinh doanh khác như nội thất, như nông nghiệp, vân vân. Đó, tổng nó mới có 20.000 tỷ thôi. Nhưng mà riêng cái dự án Dung Quất này chúng ta có thể đấy, nó lên đến 50.000 tỷ. Thì từ đó có thể thấy cái quy mô của dự án Dung Quất này nó không hề nhỏ mà nó rất lớn. Bởi vậy nó chứa đựng, nó tiềm ẩn cái khả năng tăng trưởng cho Hòa Phát rất mạnh từ 2020 trở đi. Đó, thì trên đây là những cái nội dung về sức khỏe tài chính cũng như cái tiềm năng tăng trưởng của Hòa Phát thông qua cái tài sản xây dựng dở dang. Và khi cái dự án Dung Quất này hoàn thành thì tài sản dở dang sẽ được hạch toán lên làm tài sản cố định. Tài sản cố định. Đó, thì khi đó chúng ta biết được rằng là Hòa Phát đã đưa Dung Quất vào hoạt động. Thì quý vị và các bạn có thể theo dõi báo cáo tài chính cập nhật thường xuyên. Tiếp theo, thứ hai là chúng tôi muốn đánh giá đến là kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Hòa Phát qua các năm. Thứ nhất là về doanh thu, chúng ta có thể thấy của Hòa Phát tăng trưởng rất mạnh qua các năm đấy. Đó, tăng trưởng rất mạnh. Và 9 tháng đầu năm 2019 thì tăng trưởng đầu thấp hơn lại, có 10%. Nguyên nhân là trong 9 tháng đầu năm 2019 thì có duy nhất cái nhà máy Tôn Mạ vào hoạt động với công suất 400.000 tấn thôi, nhưng mà nó cũng chưa đóng góp nhiều. Chính vì thế là cái việc tăng có 10% là rất hợp lý. Và cái lợi nhuận của Hòa Phát, gộp của Hòa Phát cũng tăng tương tự ấy. Tăng tương tự theo thời gian. 9 tháng đầu năm 2019 giảm so với 9 tháng đầu năm 2018. Nguyên nhân đến từ giá quặng sắt đầu năm 2019 rất cao do cái vụ vỡ đập Vale ở Brazil. Thế thành ra là cái giá quặng tăng rất mạnh trong khi giá bán không tăng được tương ứng. Bởi vậy cho nên làm cho lợi nhuận gộp bị giảm. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nhìn nhận một thực tế rất rõ ràng. Hòa Phát được hưởng lợi rất lớn từ năm 2015 đến 2018 do thuế đánh vào thép Trung Quốc chống phản giá rất cao, từ đó hạn chế thép Trung Quốc vào. Ngoài ra trong giai đoạn này thì bất động sản cũng phát triển và tăng trưởng rất mạnh mẽ, từ đó làm cho cái cầu về thép rất lớn trong khi cung chưa đáp ứng đủ. Bởi vậy cho nên cái lợi nhuận gộp của Hòa Phát tăng lên đến hơn 20%, rất là cao. Trong khi lợi nhuận gộp của Hòa Phát, chúng tôi tính toán giai đoạn 2012 đến năm 2010,
4, tức là những cái giai đoạn bình thường ấy thì biên lợi nhuận gộp và phát đâu đó chỉ khoảng độ 16-17% mà thôi. Và 9 tháng 2018, tuy biên lợi nhuận gộp suy giảm, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng nó đang trở lại cái mức bình thường chứ không phải là mức thấp đâu ạ. Nó trở lại mức bình thường trước cái mức, trước những cái năm mà được hưởng lợi này. Thì đây là một hoạt động rất bình thường mà thôi, chứ không hẳn là bị giảm sâu đâu ạ. Rồi tiếp theo, chúng ta có thể thấy chi phí tài chính của Hòa Phát bắt đầu tăng lên đấy. Tăng lên đấy. Nguyên nhân do Hòa Phát tăng cường vay nợ như chúng ta thấy ở bản trước. Thì điều này là hoàn toàn bình thường, bởi vì Hòa Phát đang đầu tư mở rộng rất là mạnh. Chính vì thế cho nên là cái việc vay nợ thêm là một chuyện hết sức tất yếu. Và chúng tôi kỳ vọng rằng đến năm 2020 khi nhà máy Dung Quất vào hoạt động thì nợ vay của Hòa Phát sẽ còn tăng nữa cơ. Sẽ còn tăng nữa cơ. Tiếp theo, về lợi nhuận sau trước thuế của Hòa Phát thì cũng tăng trưởng rất mạnh, và 9 tháng 2019 cũng giảm một chút tương đối. Và lợi nhuận dòng cũng tương tự như vậy. Và tiếp theo là về cái phần hiệu quả kinh doanh thì biên lợi nhuận gộp đấy, chúng ta có thể thấy những năm vừa qua Hòa Phát được hưởng lợi rất nhiều, do đó biên lợi nhuận gộp tăng lên trên 20%. Và bây giờ 9 tháng đầu năm 2018 thì giảm xuống 18,28%. Và biên lợi nhuận dòng tương tự cũng như vậy. Và cái khả năng sinh lời của Hòa Phát thì có thể thấy năm 2016 là cao nhất, lên đến 45,63%. Tuy nhiên năm 2018 là cái hiệu quả sinh lời có suy giảm, do Hòa Phát năm này có tăng vốn chủ sở hữu bằng cách là phát hành cái tỷ lệ 21 hay 31 gì đó với giá 20.000 đồng. Đó. Và 9 tháng đầu năm thì sinh lời vẫn còn được 14%. Thì chúng tôi tính cả năm nay thì cái ROE của Hòa Phát cũng có thể được khoảng 20%. Thì đây cũng là một mức khá cao khi nó gấp 3 lần so với lãi gửi ngân hàng. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đánh giá về cái dòng tiền của Hòa Phát. Thì dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Hòa Phát rất mạnh đấy ạ. Nó thường xấp xỉ tương đương với lợi nhuận. Thì đây có thể thấy là một doanh nghiệp có dòng tiền cực mạnh. Tuy nhiên 9 tháng đầu năm 2018 này nó có suy giảm so với cùng kỳ rất nhiều đây. Nguyên nhân đến từ Hòa Phát chuẩn bị hàng tồn kho rất nhiều cho cái dự án Dung Quất để cuối 2019 vào hoạt động. Do đó là cái dòng tiền của nó suy giảm so với các năm. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng từ năm 2020 trở đi, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh này lại tăng trưởng rất mạnh trở lại, khi mà Hòa Phát có cái dòng tiền từ nhà máy Dung Quất về, trong khi hàng tồn kho họ không cần phải đầu tư tăng trưởng quá nhiều nữa. Đó. Còn từ năm 2015 đến 9 tháng 2019 thì cái dòng tiền này đến, thì chúng ta nghiên cứu kỹ có thể thấy rằng nó đến từ cái hiệu quả kinh doanh rất tốt của Hòa Phát, đó chính là lợi nhuận. Tiếp theo, về dòng tiền hoạt động đầu tư của Hòa Phát âm liên tục và ngày càng âm lớn hơn đấy. Đó, nguyên nhân đến từ Hòa Phát liên tục mở rộng. Thì từ việc mở rộng các cái giai đoạn 2-3 của nhà máy khu liên hợp gang thép Hải Dương, rồi đến là mở rộng nhà máy Dung Quất, từ mở rộng cái việc nhà máy thép xây dựng đến mở rộng cái lĩnh vực ống thép và tôn mạng. Đó, thì Hòa Phát là một doanh nghiệp liên tục mở rộng không ngừng, và cái thị phần của nó có thể nói lên cái điều đó. Tiếp theo, về dòng tiền hoạt động tài chính của Hòa Phát thì 2015-16 âm. Nguyên nhân đến từ hai năm này đầu tư thì mở rộng không quá nhiều, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh rất lớn đấy, lớn hơn dòng tiền đầu tư. Bởi vậy Hòa Phát đã trả bớt nợ vay cũng như là trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tuy nhiên từ năm 2017 đổ đi, do nhu cầu đầu tư mở rộng đấy rất lớn, trong khi dòng tiền hoạt động kinh doanh không đáp ứng được. Bởi vậy cho nên Hòa Phát đã huy động tiền bằng cách, một là phát hành cổ phiếu để thu tiền, hai là đi vay các cái ngân hàng để phục vụ cái dự án này. Bởi vậy trên dòng tiền hoạt động tài chính luôn dương đấy, và dương rất lớn đây. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng đến năm 2020 khi Hòa Phát đã hoàn thành Dung Quất rồi, đưa vào hoạt động rồi, thì cái dòng tiền hoạt động tài chính của Hòa Phát sẽ có thể âm trở lại từ cuối năm 2020, khi mà dòng tiền từ hoạt động kinh doanh về lớn, trong khi dòng tiền hoạt động đầu tư không nhiều, thì Hòa Phát sẽ có cái dòng tiền trả bớt nợ vay. Và để kỳ vọng được trả cổ tức thì chúng tôi nghĩ rằng có khi phải đến 2021 thì Hòa Phát mới có thể trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Đó. Và cái dòng tiền thuần đấy nó cũng tương đối nhỏ, không có gì đáng đề cập cả. Như vậy dòng tiền của Hòa Phát rất phù hợp với cái tình hình kinh doanh đang mở rộng của công ty. Và chúng tôi đánh giá rằng dòng tiền của Hòa Phát là một công ty có dòng tiền rất tốt. Đó, rất bền vững và tương lai sẽ tốt hơn khi mà cái nhà máy Dung Quất đi vào hoạt động. Về dự báo kết quả kinh doanh cho Hòa Phát thì chúng tôi chỉ dự báo lợi nhuận sau thuế thôi.
Bởi vì dự báo doanh thu là một điều nó còn khó hơn dự báo lợi nhuận sau thuế rất nhiều, do nguyên nhân đến từ giá quặng sắt rồi giá thép mà nó tăng giảm rất là thất thường. Thế do đó là nếu chúng ta mà dự báo thì nó cũng có độ lệch rất lớn. Bởi vậy thì chúng tôi đưa ra các cái dự báo lợi nhuận sau thuế thôi để chúng ta dễ dàng đánh giá, bởi vì chúng tôi dựa trên cái việc thống kê từ năm 2010 đến năm 2018 đến nay để đánh giá xem rằng là với mỗi một tấn thép thì Hòa Phát thì mang lại được bao nhiêu EBIT cũng như là mang lại được bao nhiêu cái lợi nhuận sau thuế. Từ đó chúng tôi ước lượng ra cái kết quả kinh doanh, thì chúng tôi dự báo năm 2019 thì Hòa Phát có thể đạt được 7.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thì tức là cái quý 4 đấy nó cũng tương đương so với năm 2018. Và 2020 chúng tôi dự báo khoảng 8.500 đến 9.500 tỷ. Và PE của Hòa Phát forward cho 2019 là khoảng 8.3 lần, cho 2020 từ 6.4 đến 7.2 lần. Thì cổ tức bằng tiền chúng tôi cho rằng là 2020 có thể Hòa Phát, nếu trường hợp tốt nhất, sản lượng bán tốt nhất, dòng tiền về tốt nhất thì Hòa Phát có thể trả 1.000 đồng tiền mặt. Tuy nhiên chúng tôi cũng thiên về kịch bản không trả cổ tức nhiều hơn, do Hòa Phát còn phải dành dòng tiền để đi trả nợ. Thì như vậy là kết quả kinh doanh quý 4 năm 2019 này thì sẽ tương đương so với cùng kỳ. Đấy, do rung quất chưa mang lại lợi nhuận và chi phí lãi vay của Hòa Phát thì lại đang tăng. Và một điều lưu ý là Hòa Phát được miễn thuế 4 năm, miễn và giảm thuế 4 năm kể từ khi dự án nhà máy Dung Quất bắt đầu sinh lời. Chính vì thế chúng tôi cho rằng 2019 thì khả năng rất cao là Dung Quất sẽ vẫn lỗ. Thứ hai là lợi nhuận sau thuế đây, như chúng tôi dự báo là có thể đạt 7.350 tỷ đồng thì PE forward khoảng 8.3 lần đấy ạ. Thì năm 2020 đây có thể đạt từ 8.500 đến 9.500 tỷ, thì phụ thuộc vào các yếu tố sau. Thứ nhất là có thể phụ thuộc vào cái giá quặng thế giới. Thứ hai là phụ thuộc vào thế thuế chống bán phá giá thép Trung Quốc có được gia hạn không. Bởi vì đến quý 1 tới 2020 thì cái thuế bán phá giá thép Trung Quốc này sẽ hết hiệu lực sau khi áp vào năm 2016, khoảng 16. Đó, chính vì thế nếu cái thuế này vẫn tiếp tục được chính phủ gia hạn và áp vào thép Trung Quốc thì kỳ vọng kết quả kinh doanh của Hòa Phát có thể sáng hơn, có thể đạt trên 9.000 tỷ. Đó, nhưng nếu mà thuế này không được gia hạn thì chắc chắn là Hòa Phát cũng sẽ gánh những cái sự cạnh tranh nhất định, bởi vì bên Trung Quốc họ đang thừa cung thép khá là nhiều. Đó. Tiếp theo là yếu tố thứ ba, cơ sở thứ ba, đó là nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Nếu mà nền kinh tế 2020 vẫn còn tốt, dự án ở sân bay Long Thành người ta tiến hành giải phóng mặt bằng được với tốc độ cao chẳng hạn, thì sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng trong cái khu vực miền Nam thì rất nhiều. Thì nếu như vậy thì Hòa Phát sẽ bán được sản lượng tốt với giá tốt hơn thì có thể đạt lợi nhuận cao hơn. Còn nếu mà những cái yếu tố này mà nó không thuận lợi thì Hòa Phát chúng tôi tin rằng vẫn có thể đạt được 8.500 tỷ lợi nhuận sau thuế. Và như vậy là PE forward cho 2020 khoảng độ 6.4 đến 7.2 lần. Đó. Và tiếp theo chúng tôi đưa ra các cái khuyến nghị và đánh giá Hòa Phát như sau. Một, Hòa Phát đang được trả mức PE khá phù hợp với nền tảng cơ bản trong ngắn hạn. Tức là trong ngắn hạn một doanh nghiệp thép được trả với PE khoảng độ 8 lần, trong khi cổ tức tiền mặt chưa có, thì chúng tôi cho rằng đấy là khá phù hợp rồi, chứ không quá rẻ trong ngắn hạn. Thì về trong dài hạn thì Hòa Phát còn tiềm năng tăng trưởng rất mạnh đến từ dự án Dung Quất. Ngoài ra Hòa Phát mới đưa nhà máy tôn mạ 400.000 tấn trên một năm, và mảng ống thép cũng rất là đáng chú ý của Hòa Phát, thì khi mảng ống thép là được số 1 đó, thì Hòa Phát đang là doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp cao hơn các doanh nghiệp khác khoảng hơn 10%. Do đó là công ty này rất có lợi thế trong việc chiếm lĩnh thị trường và càng về rất dài, khi các đối thủ rớt dần thì Hòa Phát sẽ ngày càng hiệu quả hơn. Đó là về dài hạn. Thứ ba là cổ tức tiền mặt Hòa Phát có thể không chi trả trong 2020 do có thể tập trung vào nguồn tiền trả nợ vay. Thứ tư là tuy Hòa Phát là doanh nghiệp tăng trưởng nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận đúng rằng là đây cũng là một doanh nghiệp nằm trong một ngành với tính chu kỳ rất là mạnh. Ngành thép thực sự là một ngành chu kỳ rất mạnh cùng với xây dựng và bất động sản. Do đó nếu quan điểm không có suy thoái kinh tế xảy ra mà nhà đầu tư muốn đầu tư dài thì chúng tôi cho rằng là có thể đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát này. Còn nếu quan điểm của nhà đầu tư lo ngại kinh tế yếu, suy thoái thì chúng ta nên tránh Hòa Phát. Thứ năm, việc đầu tư vào Hòa Phát nắm dài hạn thì sẽ có hiệu quả hơn so với ngắn hạn rất nhiều, do lợi nhuận của sau thuế của Hòa Phát tăng trưởng thì đi kèm với những yếu tố sau. Một là sản lượng của Hòa Phát tăng dần theo thời gian,
thì khi hoạt động full tất cả các cái dự án thì tổng cung của Hòa Phát ra ngoài thị trường có thể đạt 7 triệu tấn. Và lợi nhuận sau thuế mắc cho tất cả dự án này thì chúng tôi cho rằng có thể đạt được khoảng độ từ 16 đến 20 ngàn tỷ. Đấy là mắc nhé. Đó, đấy là mắc chứ không phải là một mức cơ sở nhé. Về yếu tố thứ hai để ảnh hưởng đến việc nắm dài hiệu quả là lãi vay sẽ giảm dần theo thời gian. Với việc vay lên đến ba mươi mấy ngàn tỷ thì lãi vay mỗi năm của Hòa Phát đâu đó nó cũng khoảng gần 3 ngàn tỷ. Bởi vậy là theo thời gian nếu Hòa Phát trả dần cái nợ vay thì lợi nhuận của Hòa Phát cũng sẽ tăng lên được kha khá và tương đối đấy. Tiếp theo, yếu tố thứ ba đó là các đối thủ của Hòa Phát, đặc biệt các đối thủ nhỏ sẽ dần rụng dần khỏi cái thị trường này trong tương lai. Thì khi đó Hòa Phát sẽ càng dễ thở hơn, giá bán sẽ ngày càng tốt hơn và thị phần chiếm nhiều hơn, từ đó mang lại hiệu quả tốt hơn cho công ty. Chính vì thế chúng tôi đưa ra cái kết luận về khuyến nghị đầu tư như sau: chỉ đầu tư cổ phiếu Hòa Phát dài hạn, và đặc biệt là bên cạnh đó là phải có cái tư tưởng là lạc quan về nền kinh tế cơ. Còn nếu nhà đầu tư cho dù muốn đầu tư dài hạn nhưng mà họ bi quan về kinh tế thì cũng không nên đầu tư vào Hòa Phát, còn đầu tư ngắn hạn vào Hòa Phát thì theo chúng tôi là không nên. Đó, trên đây là cái đánh giá khuyến nghị của chúng tôi về cổ phiếu Hòa Phát. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thì hẹn gặp lại ở trong các cái clip tiếp theo ạ.